Xin chào mọi người. Hôm nay thời gian rảnh là mình đi test cái máy ảnh vừa mới mua được để quay lại những cái cảnh đẹp về Tây Bắc cho mọi người cùng xem nhé. Đây là cái địa điểm này là mình đang quay ở Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Nhịn ăn bao nhiêu lâu mới mua được cái máy ảnh ấy? Zoom cái. Cái máy ảnh này mình mua cũng ở mức trung bình thôi chứ không phải là loại đắt tiền. Nó là cái dòng siêu zoom nên là super zoom nên là mình nó tiện hơn trong việc đi quay cảnh ở rừng núi mà có những chỗ mà mình không thể đến được ấy. Ăn đủ cũng được, nó gần quá không cần phải zoom thì mình phải tự mang anh máy ảnh đến một chụp. Máy này nó rất là hành người. Đấy, kiểu gần quá thì gọi là phải zoom bằng cơm. Cái không được lợi dụng cái chức năng zoom của nó nhiều.